Trường Hạng xin chào bà con cô bác chị em nha. Trường Hạng bữa nay dục đi qua đây dục lúa bên làm ruộng ở bên xã Giao Thới nè bà con. 3 hecta bà con, gần 3 hecta nha. Làm 18 công tầm lớn nha bà con. Khu vực dạ đây bà con là của mình đó bà con. Đó. Phân công nghệ sinh học thông minh nhả chậm hiệu con lười này nó chậm nhả chậm từ từ nha bà con. Của công ty phân bón mùa vàng nha. Đã chọn đã phối trộn chất khô mít, axit khô mít và nấm chua liệt ma và các thành phần là động vật với thực vật nữa nha bà con. Sinh ra hệ sinh vật rất là nhiều luôn bà con, để cho đất mình tươi xốp á. Khi mình sử dụng cái này á, đất của mình nó không có bị chai bà con. Cái phân này là làm ngay mùa mưa là chỗ thoát nhanh á, là tránh được cái thời tiết bất lợi nha bà con. Và nó giảm lần phun xịt thuốc á, từ 2 tới 3 lần đó con. Trường Hạng đang đi ra mà ngoài ruộng bơm nước là rải bón đồng nè bà con, bón đón đồng á. Lúa của Trường Hạng sử dụng phân con lười á của công ty Mùa Vàng nha. Là tới thời điểm Trường Hạng rước đồng đồng nè bà con. Nè, đem phân con lười ra để Trường Hạng rước đồng đồng nè bà con. Phân con lười F22 nha. Giác để sẵn để rước cộng đồng nha bà con. Là lúa của Trường Hạng tới thời điểm này là Trường Hạng xịt mới có ngừa một cử sâu bệnh nha bà con. Tới bây giờ không thấy sâu lá, sâu đục thân mũi hành hay là bệnh luôn bà con. Để Trường Hạng nhổ cái bụi lúa lên cho bà con xem nha. Trời ơi, quá trời. Trường bật ngửa luôn á. Nè bà con. Nôm đất rất là dữ luôn. Và cái rễ á, rễ to không à. Con thấy không? Rễ này là cỡ hơn một gang tay mà con. Hơn gang tay là xiền luôn. Và cái cây mẹ cây con nó đồng đều bằng nhau rồi con. Cho nên sau này nó xoay đồng đồng lên đều á, nó chỗ thoát rất nhanh luôn nha. Bà con thấy như là đũa rất ống không mà con. Rồi sâu bệnh đâu có gì đâu con. Bởi cây lúa nó rất là khỏe luôn, ôm đất nè. Nè bà con, cây lúa nó đẻ ra nhánh nào là tới thời điểm mà đang làm đồng là nó sẽ đồng đều nè bà con. Con thấy không? Trường Hạng xin chào bà con, cô bác, anh chị em trồng lúa nha. Thì Trường Hạng bữa nay đi ra thăm đồng lúa của Trường Hạng ở Đài Thơm Tám bà con. Thì Trường Hạng sử dụng phân bón công nghệ thông minh nhả chậm hiệu con lười của công ty Mùa Vàng nha bà con. Là Trường Hạng thời điểm này là Trường Hạng chỉ sử dụng là được 38 kg phân lười thôi nha con. Bị cái đất, cây đất bỏ vụ tới 3 tháng mấy rồi mà con. Nước ngập quá, đợi nước giật mới xả. Lá lúa của Trường Hạng nè, rất là dày luôn. Gió nó chỉ hơi nhúc nhích thôi con. Lá lúa rất là dày luôn, nó mo nè con. Con thấy không? Rất là dày chắc. Và cái bông lúa của mình đó con, nó nù. Con thấy bông lúa rất là dài luôn mà bông nó nù nè. Hạt rất là đóng sát luôn. Có cái bông dưới này nó bị nó nấy trước nè con. Cái bông dưới này là nó cái bông này nè. Bông này là nó còn bông này nè con, là nó vắng hơn bông này nè. Nè, vắng hơn bông này nữa con. Thì xài khoan con lười này nó chắc là tới cậy luôn nha con. Thì bà con thấy nè. Để lại hột chắc nè con. Nó bự đồng đều nha. Bị cái chân trong khoan con lười này nhả chậm từ từ á, nó giữ cái dinh dưỡng trong trong đất của mình á rất là lâu. Cho nên nó dinh dưỡng năng đều 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 với nhau, sau này nó cái hột lúa của mình nó rất là đều luôn và nó sẽ ít lép nha con. Thì bà con thấy nè. Tỷ lệ hạt chắc rất là cao luôn và đồng đều. Sâu bệnh rồi của Trường Hạng đó là xịt là không có xịt sâu lá luôn nha con. Chỉ xịt ngừa bệnh hơi thôi. Nó dày lá lúa thì sâu nó sẽ chê. Thì Trường Hạng nó mới đếm cái bông lúa nè con. Bông lúa này Trường Hạng mới đếm là 153 hạt. Bông lúa nè. 153 hạt đó con. Nó dày nách nè con, bà con tới cổ luôn nè. Lúa Trường Hạng nè. Là sử dụng cái phân con lười đó bà con. Thì dàn lúa Trường Hạng rất là dày luôn. Nhưng mà bông rất đều nha.
cái phân này nó nhả chậm từ từ đó bà con, cho nên đó là cái cây con đó, nó ăn đầy đủ dinh dưỡng rồi con, cái cây mẹ nó ăn rồi nó nhường lại con ăn đó, nó đầy đủ dinh dưỡng, cho nên là cái cây mẹ cây con nó lên sau này đồng đều bằng nhau nha. Thì bà con thấy cái gốc lúa rất là ít đủ luôn, cây thì to đều, bà con thấy gốc lúa nè cây to không bà con, thì nó cho cái tỷ lệ hạt chắc của mình đó bà con là rất là chắc luôn. Cái phân con lười này bị có bổ sung á, kali silic, nấm chikungunya và axit humic, bổ sung hệ sinh vật, cải tạo đất và các thành phần bột đậu tương, bột cá, bột thịt, rồi nó nhả chậm từ từ á, cho nên nó cái cây con nó ăn còn dinh dưỡng ăn hoài rồi con, không có thất thoát phân bốc hơi như phân hóa học, cho nên cây con nó ăn lên nó đồng đều rồi con. Bà con giờ mà không biết cái cây con luôn, thì hiện tại giờ lúa chẳng hạn mới 79 ngày mà nó vô gạo được như vậy rồi, thì cái bông lúa chẳng hạn bà con coi, tuy rằng nó không có dài thiệt nhưng mà rất là nhiều hạt nha, đóng nhánh giá khích khích luôn bà con, hạt nó đóng nè, chắc chồng với nhau luôn bà con, xem gọi gọi kỹ nha, cái chỗ này chỗ dày nè bà con, bông còn đùm đùm luôn bà con ơi, đùm đùm dính nha, dính liền nhau luôn bà con thấy hột bông nè. Ở công ty á, chọn phân này á, là có đầy đủ chất hết, cho nên là cái cây của mình nó cứng cáp, hạn chế đổ ngã nha, và cái lá lúa rồi con, lá lúa rất là dày luôn, những ngày qua gió quá trời luôn bà con, nhưng mà có trường hẳn chỗ hả là tỷ lệ hạt chắc rất là nhiều luôn, ít lép nha bà con, bà con nhìn thấy bông nè liền do luôn bà con, chỗ nào vô nấy nha con, chứ không phải là trường hẳn quay chỗ chỗ dày chỗ thưa nha, bữa hổm trường hẳn quay lúc ở dưới đó đó bà con, quay lúc kia đó thì nó cũng mật độ nó cũng dày nhưng mà dày không bằng chỗ này, nhưng mà bông tỷ lệ bông dày dữ lắm nè con, thì bà con hãy tìm hiểu về cái phân con lười này để mà làm cho đạt hiệu quả cao nha. Đó rồi con, máy đang cắt rồi con, máy đang cắt lúa mình bữa nay chín là vàng óng ả luôn con ơi, thì dòng cái vàng hột nè con, dòng cộng với bông không con ơi, xài phân con lười này bà con nó nhả chậm từ từ á, cho nên cây mẹ nó ăn đủ chất đó bà con, rồi nó nhường cho con ăn á, cho nên là cây con cây mẹ nó ngang chiều bằng nhau nha bà con, chứ sử dụng phân lùi này rất là nhẹ chi phí luôn, vì nó có chất kali silic, nấm chưa được ma, axit humic và những cái thành phần chất cải tạo đất cho sinh hệ sinh vật để cải tạo đất đó bà con, lúa trường hạn rồi con, thì lúa hút nóng lúa nhỏ xíu nè con, bằng hoại luôn, lúa rất là no hột luôn bà con ơi, xào khoan con lười này á, nó no hột đồng đều luôn bà con, thì lúa của trường hạn á, là bỏ vụ nha con, làm bỏ vụ rồi tới nước rút rồi bà con, trường hạn mới làm, bữa nay là thì lúa này là 95 ngày thu hoạch nha con, cái màu lúa rất là tươi tốt luôn, bông rất là đổ xô luôn con ơi, nè con nhìn thấy nè, hột rất mẩy luôn, rất là mẩy luôn con. Thì giờ nào thu hoạch xong xuôi á, trường hẳn sẽ quay một cái video nữa để đăng lên cho bà con xem nha. Phân con lười này nó giảm sâu bệnh, giảm chi phí rất là cao nha con, nó cứng cây, hạn chế đổ ngã nha con. Dòm bông với cọng không ít lá nha con ơi. Tới thời điểm cắt rồi mà lá lúa nó còn xanh tốt luôn nè con. Bà con nào có muốn sử dụng phân con lười thì hãy điện về công ty nha bà con, hoặc là ở gần lân cận nó có làm thì người ta có kinh nghiệm á, thì bà con đặt phân về sẽ có người chia sẻ để làm nha bà con, rất là đổ xô luôn nha bà con.